xã hội hiện đại mang đến cho cuộc sống nhiều tiện ích sự thoải mái nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đặc biệt là đối với con trẻ điều này đòi hỏi mỗi trẻ đều phải có kỹ năng xử lý cũng như bảo vệ bản thân mình qua bài học này sẽ cung cấp cho trẻ cách nhận biết một số đồ dùng đồ chơi nguy hiểm và cách phòng tránh đồ dùng đồ chơi nguy hiểm cho bản thân trẻ cũng nhận biết được những hành động đúng sai